Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Quân các bạn ơi. Và trong video lần này thì mình hỏi bạn fan trả lời nha các bạn ơi. Và có nghĩa là sao? Bây giờ mình sẽ hỏi bạn này lựa chọn giữa 10k kim cương hay là một hộp quà bí ẩn ha. Ok, và bây giờ thì ở đây thì đang có rất là nhiều những cái bạn mà bạn hình như là bạn biết mình các bạn à. Tiên là mình sẽ trade cho bạn này ha. Và để xem được rằng là bạn này có trung thật hay không thì mình sẽ tặng cho bọn em một món quà ha. Rồi ok, bây giờ thì con này nha. Em ơi, con này có mạnh không? Đó, mình sẽ thử thách những bạn này nha. Và nếu như bạn này mà nói con này mạnh á thì mình sẽ cho bạn này hai sự lựa chọn. Một là vài ca kim cương, hai là một hộp quà bí ẩn. Đúng rồi. Đó, bây giờ thì bạn này sẽ làm cái gì đây nha? 30M 2K4. 30M. Con này mạnh không? Con này mạnh không? Không biết là con này nó có thực sự là nó mạnh, nhưng mà bạn này bạn không thèm trả lời mình luôn các bạn. Bạn này bạn khinh mình rồi. Oh my god. Con này cũng không quá ngon. Được cái có solo. Ủa mà tính ra là mình thấy con này nó ngon mà ta. Nó ngon mà đúng không? Nó ngon không ta? Các bạn biết con này nó có ngon không các bạn? Các bạn bình luận phía bên dưới giúp mình nha. Bởi vì đam đầu 3 giây đánh được 1. Cái này là đúng, cái này là bạn này nó đúng ha. Rồi rồi mà để mình thử thách bạn này thêm một cái ha. Em có con nào xịn hơn con này không? Rồi. Hỏi thử nha. Nhớ Quân rồi, giàu lắm mà. Đồ, bạn này cho mình một cái con filter Black Lockman. Rồi ok, và 60.000 đam. Bây giờ thì nếu mà mình đồng ý trade thì bạn có trade cho mình hay không? Ok, để xem nha. Và nếu như bạn này trade thì ok, mình sẽ gửi tặng cho bạn này hai sự lựa chọn nha. Em có trade không? Uầy, trade tuyệt luôn các bạn. Wow, quả là một con người trung thật ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi lại ha. Bây giờ thì để cho một cái phần quà nó hấp dẫn hơn thì bây giờ mình sẽ hỏi ha. Bây giờ anh có hai sự lựa chọn cho em. Một, 3.000 kim cương. Hai, một hộp quà bí ẩn. Em chọn cái nào? Ví dụ như nếu bạn này chọn 3.000 kim cương thì mình sẽ gửi tặng cho bạn này 3.000 kim cương. Nếu như bạn này lựa chọn một hộp quà bí ẩn thì mình sẽ tặng cho bạn này 300 kim cương. Em chọn hộp quà bí ẩn. Ok, chúc mừng em đã dính 300 kim cương. Ok, chúc mừng em đã dính 300, đã trúng 300 kim cương. Ok các bạn ơi. Rồi ok nha. Trời ơi, xém nữa là lượm được 3.000 kim cương rồi mà chọn hôm qua bí ẩn các bạn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ lựa chọn ra một bạn khác nha các bạn. Ui, tính ra là mình đi chôn mấy ông này vui phết nha. Từ từ bây giờ thì để mình xem coi. Bây giờ thì với bạn Minh Aki đi. Ui, bạn này hình như có, wow, bạn này có lá cờ Việt Nam các bạn cơ. Được, respect các bạn ơi. Bạn này yêu nước, một lòng một thành yêu nước nha. Lá cờ Việt Nam 5 cánh sao, cờ đỏ sao vàng nè. Rồi ok, vậy thì bây giờ là mình sẽ trade cho bạn này nha. Ui, Minh Aki. Ô, có mở trade, có mở trade. Rồi bây giờ là mình sẽ hỏi ha. Rồi, con này mạnh không bạn? Mình sẽ hỏi bạn này nha. Và mình sẽ hỏi bạn này là lựa chọn giữa 3.000 kim cương hay là một hộp quà bí ẩn. Và hộp quà bí ẩn mình sẽ để 100, ê, mình sẽ để 1.000 gem ở trong chổng ha. Con này có mạnh không bạn? Bạn có con nào mạnh hơn không? Rồi, càng nha. Bây giờ thì không biết được rằng là bạn này sẽ chọn cho mình con gì để có thể trao đổi nha. Bạn đổi cho mình được không? Uầy, chứ tưởng hai con luôn á. Càng thế. Bạn đổi cho mình được không? Ok. Dạ, một con Mew Win. Đổi hai con này. Ôi, đổi liền. Lời các bạn, đổi liền. Rồi, bây giờ thì sao đây? Đồng ý không? Rồi, bây giờ bạn này hủy thì nó cũng hơi kỳ ha. Rồi, ok. Cả tài sản của tớ không bằng của bạn. Mình mất ít đồ rồi, đâu ra tài sản của tớ đi chứ. Rồi là thiệt. Bạn đổi cho mình đi. Đó. Bây giờ thì mình phải hả kêu những cái bạn này đổi cho mình, xong rồi mình sẽ thử thách những bạn này nha. Ok. Rồi. Ok. Rồi bây giờ thì không biết là ông này có đổi cho tôi hay không nha. Rồi. Sao đây. Nhưng bạn lỗ đó hả? Bạn còn con nào không? Thêm vô đi. Ủa mà các bạn hình như là nếu mà con này với hai con này thì nó sẽ là quá trời luôn. Một con này thì chắc nó cũng khoảng mấy chục gem một con nha. Mấy chục
gem một con đúng không các bạn? Rồi ok, thì theo như mình thấy là nó cũng ngang ngang rồi, tại vì con Miu Win nó có đâu đó khoảng 500 gem thôi các bạn ơi. Rồi đổi luôn. Ok nha. Bây giờ thì ông này đổi là tôi sẽ tặng cho ông hai sự lựa chọn các bạn à. Ok. Rồi thì cứ mỗi lần mà mình trade thì mình sẽ bật mí một cái hộp quà bí ẩn cho các bạn ha. Và đương nhiên là sẽ có cùi và sẽ có xịn các bạn à. Rồi. Ok. Ok luôn. Ok, đổi hết các bạn ơi. Ok luôn. Rồi. Bây giờ thì ok, mình chơi lại với bạn này nha. Rồi, ok. Bây giờ mình có hai sự lựa chọn cho bạn. Một là 3k gem, hai là hộp quà bí ẩn. Bạn chọn cái nào? À. Bây giờ mà ông mà chọn hả? Ông mà chọn chọn số 2, ông sẽ mấy bạn đi thêm số 2 với nha. Rồi, còn như ban đầu mình đã bật mí cho các bạn rồi đúng không? 1000 gem. Ok, chúc mừng bạn đã trúng 1k gem. Rồi, ok, thay cho 1k gem. Ok nha. Let's go. Rồi, sao đây. Rồi, thì nãy là bạn này bạn có nói với mình rằng là ok, nếu mà bạn chay như vậy thì bạn sẽ bị lỗ đúng không? Đó, còn ví dụ như mà bạn chay như này á, bạn này không kiểu như là thực thà các bạn. Ừ, bạn này là thực thà cho nên là bạn nói với mình là ok. Rồi. Đồng ý chay đi bạn. À. Rồi ok nha. Trời ơi, cho mình chụp ảnh nhau cho bạn này biết mình nè. Ui, vãi nồi thì bạn này biết mình nè. Rồi, ok. Đồng ý chay đi bạn. À. Trời ơi. Các bạn chọn, nếu là các bạn thì các bạn sẽ chọn 3k gem hay là một hộp quà bí ẩn, nếu như các bạn không biết được phần quà bí ẩn là gì đúng không? Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ tăng lên một cái mức của phần quà bí ẩn nha các bạn ơi. Thì mình nghĩ được rằng là mình sẽ tăng lên là 5k gem và một phần quà bí ẩn. Đó, để xem được rằng là người chơi nó sẽ như thế nào. Và cái con trong phần quà bí ẩn nha các bạn, thì mình sẽ để cái con là Future Black Clockman luôn các bạn. À, nói chung là cho bạn này kia nha. Rồi, ok. Và bây giờ thì trong đây có một bạn để skin nữ. À, skin nữ nha các bạn. Chạy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hỏi nha. Bạn ơi, con này mạnh không? Còn cái gì giấy mới vô mà quăng cho tôi hai con rồi. Rồi, để mình hỏi thử các bạn ơi. Mình hỏi thử nha các bạn ơi. Có. Ui. Có ông ta. Từ từ. Bây giờ thì mấy ông này có bực mí không ta? Không các bạn. Ừ, mấy ông này có. Từ từ. Bạn có con nào xịn hơn không? Đổi cho mình với. Rồi. Sao đây. Bây giờ là bạn sẽ nhét vô con gì cho mình? Ok. Và ông này vẫn đang suy nghĩ các bạn à. Vẫn đang suy nghĩ nha các bạn ơi. Nghèo thật. Chụp cái video hứa tặng up real cái kiểu mà sao có 400k gem. Ok, I'm fine. Ok. Rồi. Ok nha. Tôi cho bạn nè. Đâu? Trời đất ơi. À, con này của mình chay qua được không? Tôi cho bạn nè. Mà ổng không cho tôi con xịn, ổng cho tôi con à. Nhưng mà ông này có lòng tốt các bạn. Uầy, mà tính ra là ông này là một cái ông mà mình phải nói rằng là chưa biết các bạn ơi. Tại vì ổng tự nhiên ổng đang bật ra hai con kia á, thì ổng đưa cho mình mấy con này. Rồi mình đồng ý thử coi. Nếu mà ổng đồng ý thì nếu mà chia qua cái này thì như là mình lỗ các bạn. Lỗ, siêu lỗ luôn. Không, cho đó. Ôi. Rồi, ok các bạn ơi, ok. Cho đó luôn hả? Vậy bỏ thử coi. Cho không? Mà nếu như mà ông này mà ổng cho các bạn thì bùm. Rồi, ok. Ui, ông cho thật các bạn à. Nhưng mà đối với mấy con này thì nó cũng rơi vào khoảng mấy trăm k gem. Rồi, ok. Và phần quà bí ẩn là 5k gem hoặc là Future Black Clockman này ha. Rồi, tặng ông luôn các bạn ơi. Rồi, ok. Cảm ơn bạn vì lòng tốt nha. Mình có hai sự lựa chọn cho bạn. Một, 5k game. Hai, hộp quà bí ẩn. Rồi, ok. Bạn chọn cái nào? Bây giờ ở chỗ hộp quà bí ẩn nghe là 5k gem đây. Đắn đo nha. À, bạn chọn 1 hay 2? À, ok. Sao đây? 1 hay 2?
Một là 5 ca gem, hai là một hộp quà bí ẩn các bạn à. Rồi, bạn nào mà gặp mình trong ngày hôm nay thì đừng quên là bình luận với bên dưới cho mình biết nha. Tôi cho bạn mà vì lòng tốt nên tớ tặng cậu đó. Hi hi. À. Ôi, ông này ông không nhận luôn các bạn. Oh my god, ông không thèm nhận luôn các bạn à. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì ông sẽ chọn cậu chọn giúp tớ nhé. Ok, không được không? À đù. À đù, bạn này. Ê các bạn ơi, vãi cá nội thiệt, lần đầu tiên mình thấy luôn các bạn. Một nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mình cứ tưởng là bạn này bạn không thèm đồ của mình. Rồi ok. Mình bật mí hộp quà bí ẩn nha. Là 10 ca xem. Rồi. Coi ông tiếc đứt ruột các bạn ơi. Rồi ok. Rồi theo như thử thách thì mình sẽ gửi tặng cho ông này 5 ca gem á. Rồi thì ví dụ như bạn này chọn 1 á, bạn này chọn 1 thì bạn sẽ được 5 ca gem. Và nếu bạn chọn 2 thì bạn sẽ được một con filter Black Lockman các bạn à. Nhưng mà ông này chọn 1 thì mình có thông báo rằng là mình sẽ bật mí cái hộp quà bí ẩn các bạn. Hộp quà bí ẩn là 10 ca gem. Đó. Chắc tôi nghĩ cũng tiếc đứt ruột. Tôi không dám. Ủa là sao ta? Lần đầu tiên mình thấy có một bạn. Mừng đầu tiên mình thấy có một bạn mà họ chơi với mình to quá hả? Vậy bạn có lấy không? Rồi ok. Mình sẽ hỏi bạn này lần cuối nha. Rồi. Bây giờ thì bạn này sẽ làm gì đây? Ok ok. Ai xipa khó quá ta. Rồi. Mình đồng ý chơi đi nha. Còn bạn này lấy hay không thì ok. Bạn nói hết thì bạn nó lấy, còn không thì tí nữa mình sẽ gửi tặng vào hòm thư. Rồi ok, bạn này có lấy nha. Ok các bạn ơi. Rồi ok. Và bây giờ thì để cho thử thách khó hơn thì mình sẽ cầm Uplock Titan Crewman để mình vào mình hỏi mấy bạn này nha.